hành cho em. Dạ, ngày nay học hành tốt lắm chị. Bỏ ra cho em, bỏ anh ra. Dạ. Em có thay ống nhìn đi. Vào mùa, gặp ngày cuối tuần, bé Anh và chị My ra đồng phụ giúp gia đình người bác. Người bác cũng như là người cha của ba chị em bé Anh, sau khi cha và mẹ các em qua đời trong khoảng thời gian gần nhau chừng một năm. Ba cha là nó tinh thần nó rất là giảm sút, bởi vì mất đi một người cha, người mẹ, là một người đồng bạc nuôi dưỡng và nguồn động viên rất là lớn lao. Cho nên suốt cả một thời gian 3 năm trời sau khi cho mẹ mỏng con thì mấy cháu mới tính là mới giật mình là đến bây giờ mình có cái tất nhiên bóp đùm bạc giúp đỡ cộng với đó anh em trong dòng họ rồi tình làng nghĩa xóm, trong cuộc sống cũng có cái khó khăn nhất định, nhưng mà cũng nhờ là mình ở vùng quê nông nghiệp trồng được cây ra cây cỡ thì trước cò cho nên là có những cái khoản chi tiêu hàng ngày thì mình cũng tụ trong cái cuộc sống tự mình tăng do sản xuất để cải thiện thêm đời sống cùng với các cháu để mà coi như trang trẻ để trao những nhà mà coi như ván bóng ba của lợi mẹ của bà cha. Vợ chồng bó thì qua làm của các cháu để làm động viên rồi có cái khuyên nhủ bó cũng như là người cha và bó giao cũng như là người mẹ, cho nên có con cứ yên tâm để có cái gì đó là nguồn động viên an ủi, cho nên là những túi nồ cũng là dọn cơm ăn chung rồi ngồi đó để tâm tư tình cảm, thậm chí những cái ố cái quần hoặc làm thì chia sẻ cho mấy cháu trong những lúc mà bà cháu đã không còn cái tình cảm với bà mẹ. Lúc ban đầu thì cũng có ý định để gửi cho các cái nơi ví dụ là trẻ LS và cái nơi có cái tổ chức cộng đồng để đưa cho cháu đến cái công an việc làm ổn định cũng như việc học tập cho nó thuận tiện, nhưng mà mấy cháu nó thôi mua cho gần ba uống má cũng như gần bóp, cho nên là con không muốn đi. Cho nên ở đây thì có bóp cũng như là cho cái nguồn động viên an ủi lớn nhất, cho nên là cháu luôn luôn là không muốn đi đánh cái này đó. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn một năm, hai đại tang ập lên đầu ba đứa trẻ, tuổi thơ các em đã chịu một nỗi đau lớn nhất của đời người. Nhưng nhờ sự đùm bọc, yêu thương trong sự vất vả của cả gia đình người bác, ba chị em đã vượt qua nỗi đau đớn tột cùng đó. Tình yêu thương của người thân làm nhiệm vụ chăm sóc thay thế đã giúp các em lớn lên được học hành. Nguyễn Tiểu My sinh năm 1994, là chị đầu theo nghề y. Hôm nay em đang làm việc cho bệnh viện gia đình tại Đà Nẵng. Nguyễn Quang Vương sinh năm 1997. Hôm nay em đang vừa học vừa làm tại trường cao đẳng nghề với sự tài trợ của một tổ chức phi chính phủ tại Đà Nẵng. Và Nguyễn Quỳnh Anh, người em út, hiện nay em đang học cấp trung học cơ sở tại ngôi trường gần nhà. Cái nỗi đau của bọn con là đồng thời vừa mất cha mất mẹ trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là một nỗi đau rất là lớn đối với bọn con. Nhưng cũng may mắn một phần là bọn con nhận được tình yêu thương của gia đình bác đã sửa ấm cái niềm đau của bọn con để giúp bọn con vượt qua khó khăn. Từ cái hoàn cảnh của bọn con thì con thấy là tình cảm của người thân nó rất là quý báu để cho bọn con vượt qua cái khó khăn. Đây cũng là một trẻ mồ côi đang được người thân chăm sóc thay thế. Con vô cắt cạp đi rồi tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Chá một câu rồi nó mới hạt mũ vố. Tức là tôi nuôi tới trời đó. Cũng hết sức khó khăn nhưng mà cũng cố gắng là để nuôi cho chá, bởi vì vẫn không cho mà một câu mẹ. Nói chung là hồi còn bằng ngủ quá là không có vợ chồng lòm thì nuôi chá. Nói chung là cũng có phần là hơi đỡ hơn chút. Chá được 6 tuổi, 7 tuổi rồi bắt đầu coi như là bằng ngủ và đa nạm một chỗ. Cái rồi mà mới chết năm ngoái rồi. Nói thiệt chứ còn
cũng nhiều chỗ mà họ kêu để cho họ về họ nuôi ở mà thâu rồi cũng kêu thâu nói chừ ông cá ở môn chừ rồi chừ cũng quen rồi thâu kệ có khổ chi ông ăn chi công ăn nái đó. Đi hạt về rồi ăn rồi có hạt bơ gà đó rồi có cũng rửa chén quét nhà cũng luôn giúp việc nhà khi ở trong gia đình với ông ngủ thì nói chung ra là cũng đỡ bớt nhớ mẹ hắn rồi cũng bớt nhớ mong ngủ bớt nhớ bờ ngủ cũng có phần là cũng vui hơn có thổ bên đây đi ăn ra không? Dạ, con hàng cũng vui. Mấy cửa con hàng ra? Con hàng cũng nó cũng như một con đường vui lắm, con cũng vui. Sao con thì cũng bộ dòng cam bên đây, mấy câu ăn cam đây. Thật bờ ha, cố gắng thì đơn của ngọn nấu ăn là đi hạt rồi cho ngon cho mình đi hành nghe chưa? Tại Đà Nẵng, hiện có trên 200 trường hợp trẻ mồ côi được các cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực trẻ em vận động, hỗ trợ gia đình, người thân thích, những người liên quan đến huyết thống hoặc không liên quan đến huyết thống nhận nuôi dưỡng. Gọi là nhận chăm sóc thay thế, cũng có nghĩa là các em đã được hòa cùng nhịp sống của cộng đồng, người thân, họ hàng, bà con, xóm giềng. Tôi là người lo cho hai cháu từ cái miếng ăn đến ngủ rồi tới cái chỗ chợ đi học rồi bà nội hay là lo làm về để kiếm tiền để lo. Mình thấy cái hoàn cảnh của cháu của mình nó không được giống như các con cháu người khác, mình cũng buồn cho nên cho cháu, nhưng mà nó chơi bời á thì mình cũng vui, nó để nó quên đi cái sự mà thiếu cha thiếu mẹ. Trung tâm mà xin cháu thì tôi nói thiệt tình với anh Khương là tôi không có người cháu đây đâu. Tại vì muốn hơn mình cực hơn xíu đây, mình cho là mình cực hơn với trung tâm xíu đây. Nhưng mà mình được thấy cháu sống với mình để mình dạy dỗ, để cho nó cháu nó quen đi. Thế chứ bây giờ Vương Vắng là nói thiệt tình với anh Khương, trời đưa cháu xuống trung tâm mồ côi á, thì suốt cuộc đời của cháu cũng nghĩ là cháu là mồ côi cho mà. Tôi nói thiệt với anh vậy đó. Đó là chắc chắn rồi. Rồi nó ở mình, nó thấy gần gũi ông bà nội, gần các chú. Nó vơi đi thôi. Thì đây là cái nhà của nó. Còn dưới trung tâm thì chắc chắn là không phải là cái nhà của nó. Có thể thấy, những trẻ mồ côi được người chăm sóc thay thế sẽ tránh được sự khủng hoảng về tình cảm, giúp các em vơi đi mặc cảm phận mồ côi. Vết thương lòng các em sẽ được lành nhanh hơn theo thời gian. Hiện nay tại Đà Nẵng vẫn còn hàng trăm trẻ em mồ côi, trong đó có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có nhiều em hoặc mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Nhiều em vẫn còn chỗ để đi về với gia đình, người thân, nhưng do một nguyên nhân nào đó vẫn chưa có địa chỉ đón nhận. Nghĩa là nhiều trường hợp chưa có được sự chăm sóc thay thế. Các trường hợp này được các cơ sở gọi là mái ấm hoặc là trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi với sự bảo trợ của nhà nước, của các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ v.v. nhận về nuôi dưỡng tập trung tại gần 10 cơ sở hình thành trên địa bàn thành phố. Mái ấm Mercy Home là một trong những mái ấm như thế. Các em ở đây đang học cấp trung học cơ sở hoặc đầu cấp trung học phổ thông. Mỗi em, mỗi một địa phương, mỗi một độ tuổi, mỗi một cảnh đời, nhưng chung phận mồ côi và luôn mang một ước mơ muôn thuở của đời người. Gia đình con có điều kiện thì con cũng mong muốn được về nhà để sống chung với lại gia đình, người thân với lại bà con lối xóm. Điều cần gửi với chị ruột đường bà con đi học với bạn có bà có mẹ. Con bạn thì được ba mẹ đưa đón đi học thì con cũng muốn như với bạn đó. Con về đây vì là do hoàn cảnh gia đình, ba con không có ba mẹ, con ở với bà nội. Bà nội con cao tuổi với lại là không đi làm được, cái không đủ để nuôi con, cái gọi không được đây.
không được nợ con có sức khỏe, để con về con sống với nợ. Cái mình không bù đáp được cho trả là tình cổ mình không thể bù đáp được như bàn những đứa mà nhờ phải cho với mẹ làm ra mà mình làm đứa trả mình thôi rồi mẹ thì làm ra mà bù đáp tình cổ đủ cho trả được. Ở gần gũi gia đình thì nghĩ trả là tốt hơn, tại vì hắn được sự gần gũi với người thân gia đình là họ muốn vui hơn, vui vẻ hơn, phấn chấn hơn mọi năm. Thì ở gần với gia đình với tình cổn bà con nói gì thì trẻ rất vui hơn, hớn hở hơn ở đây. Nếu ở đây thì cũng là, nhưng mà những đứa ở đây là cũng hoàn cảnh gia đình quá chi đặc biệt, nên họ gia đình họ muốn gửi vào đây. Các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi dù hoạt động theo mô hình nào, hoạt động theo dự án hoặc hoạt động dưới sự bảo trợ của thành phố, tất cả đều được thành phố cấp đất đai và hỗ trợ các cơ sở vật chất ban đầu khác. Một số cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi ban đầu có quy mô rất lớn. Cơ sở thuộc quyền quản lý trực tiếp của thành phố thì được thành phố bảo trợ hoàn toàn. Qua thời gian, dự án kết thúc hoặc giảm hạng mục nuôi dạy, thì một số cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi theo dự án hoạt động theo kiểu tự ai nấy làm sẽ thiếu nguồn lực để hoạt động. Một số cơ sở không sử dụng hết công năng, lãng phí về cơ sở vật chất. Trở lại cơ sở Mercy Home. Cơ sở Mercy Home đóng trên một phần nhỏ diện tích của một trung tâm trước kia. Trung tâm dạy nghề trẻ em khuyết tật thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng trước đây. Trung tâm dạy nghề này có mặt bằng rất rộng. Khi chúng tôi thực hiện phim này vào tháng 11 năm 2017, phần lớn diện tích và phòng ốc, phương tiện của trung tâm bị hoang phế, hư hỏng hoặc đã cho thuê lại. Ngay cả mái ấm Mercy Home cũng thuê lại mặt bằng này để thực hiện một dự án nuôi trẻ mồ côi, gọi là mái ấm Mercy Home. Ngoài việc lãng phí về cơ sở vật chất của một số cơ sở hiện nay không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, cũng cần bàn đến tính chuyên nghiệp của các cơ sở, sự quản lý nuôi dạy trẻ của các cơ sở nuôi dạy trẻ em theo dự án. Một khi nguồn lực hỗ trợ giảm thì hoạt động của cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi đó sẽ rơi vào khủng hoảng hoặc hoạt động cầm chừng. Chẳng may dự án chấm dứt thì đồng nghĩa với việc cơ sở chấm dứt hoạt động. Thực tế cũng đã có một số cơ sở hết khả năng hoạt động, lại phải gửi số trẻ còn lại của cơ sở mình đến nhờ cơ sở khác nhận nuôi dạy. Ai sẽ giải quyết tất cả nếu những chuyện không may đó xảy ra đối với các cơ sở nuôi dạy trẻ tự chủ, hoạt động theo dự án? Và những số trẻ đã được nhận vào cơ sở chăm sóc sẽ về đâu khi dự án lỡ chấm dứt giữa chừng? Trước khi có các cơ sở nhỏ lẻ như các mái ấm, thành phố Đà Nẵng đã vận động các tổ chức phi chính phủ xây dựng những trung tâm lớn để thu dung nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn Đà Nẵng và cả tỉnh Quảng Nam. Đây là một trung tâm hình thành từ sự vận động đó. Trung tâm hiện trực thuộc Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng. Cơ sở này là khởi công từ năm 2008, mà diện tích là khoảng 2019 m². Hiện nay ở đây là có 15 trẻ được nuôi dưỡng từ độ tuổi là từ cấp 1 đến cấp 3. Thì so với cái kỳ vọng ban đầu thì thực sự ra là đã mở cái trung tâm, cũng chia sẻ với anh là mở cái trung tâm một câu ra thì mình trung tâm từ thiện ra, nhưng mình cũng không muốn tăng số lượng. Bởi vì chúng tôi muốn, cái quan điểm của chúng tôi là muốn trẻ ở tại cộng đồng, được nuôi dưỡng tại cộng đồng thì tốt hơn là phải đưa vào trung tâm. Bởi vì đưa vào trung tâm này theo tôi nghĩ thì cũng gần như là không còn nuôi dưỡng ngoài, không còn ai ngoài người thân ngoài xã hội chúng tôi mới đưa vào trung tâm. Chứ còn nếu như còn người thân mà có khả năng nuôi dưỡng được thì theo tôi là nên để ngoài cộng đồng. Bởi vì nó sẽ tốt cho trẻ hơn và có điều kiện phát triển về tâm sinh lý của trẻ nhiều hơn là so với ở trung tâm. Trung tâm từ thiện thuộc Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng nhận nuôi dạy trẻ em mồ côi thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ở mọi lứa tuổi, nuôi từ nhỏ cho đến khi trưởng thành.
cũng gọi là mái ấm, cũng là trung tâm nuôi dạy, cũng đông, cũng vui, cũng rộn ràng, cũng đầy đủ phương tiện sinh hoạt, ăn uống. Nhưng vẫn thấy thiếu một không khí ấm áp, dung dị của gia đình và nghe sao như mối xác trong lòng. Ra ngoại anh ở Hòa Hải, mình lớn lên mình sẽ về với bà ngoại. Tôi có nhận một cháu vào đây. Trong bữa ăn thì cháu là giáo thức ăn. Thì tôi mới theo dõi thử, tôi nhìn thử, tôi không biết cháu giáo thức ăn làm gì, hay là giáo để tối rồi về để lên ăn. Đây không phải. Cháu không chơi với bạn bè xung quanh, mà cháu giáo thức ăn để đem ra cho cái con chó nuôi ở trung tâm đây. Và cháu chơi rất thân với con chó đó. Khi đi học thì cháu học bình thường, cháu cũng hiền lành thôi. Cũng nhỏ, thuộc loại nhỏ con. Nhưng mà khi bạn bè mà nói tới, ô thằng này ở trung tâm một câu là cháu rất là hung hăng mà sẵn sàng coi như là đánh đập bạn, coi như là rất cực kỳ hung hăng, trở thay đổi tính tình là hoàn toàn luôn. Sao con lại đánh bạn? Thì cháu không nói xong, nhiều lần gặn hỏi thì ấm ức thì cháu bảo ai biểu hắn nói con một câu. Nếu như mà được sự gần gũi người thân thì cái này nó dễ sẻ chia hơn là so với cái người nuôi dưỡng hiện nay. Mồ côi khổ lắm ai ơi. Câu chuyện về trẻ mồ côi nếu bàn đến chắc chắn ai cũng động lòng. Nhưng cũng cần bình tâm nhìn nhận rằng việc nuôi dạy trẻ mồ côi tự phát, hay nói khác đi là nuôi dạy trẻ mồ côi theo dự án, thì cũng cần bàn lại. Ở đây chúng ta mới chỉ đề cập đến những trường hợp đã là trẻ em mồ côi do nguyên nhân nào đó mà người thân, những người có liên quan huyết thống, ruột rà chưa có điều kiện đón các em về nuôi dạy. Lại còn nhiều đứa trẻ mới lọt lòng đã chịu cảnh mồ côi bởi những người mẹ, người cha vô tâm. Những người đã phạm phải một tội lỗi lớn nhất của đời người, đó là chối bỏ sinh linh của chính mình tạo ra. Thoạt nhìn, chắc ai cũng nghĩ rằng những đứa trẻ này được cha mẹ chăm sóc tử tế, rồi thỉnh thoảng đưa các em vào chùa để hưởng thụ không khí bình yên của chốn từ bi. Nhưng không phải vậy. Để trở thành những trẻ em như thế, các em đã phải trải qua một giai đoạn như thế này. Trong đó, có những em mà tử thần đã chuẩn bị đón đi khi mới lọt lòng mẹ. Các cháu đến đây thì đến là đa phần là nhỏ với sơ sinh là nhiều. Rồi cũng chưa biết mặt bố là ai, mẹ là ai. Có cháu còn bố thì mất mẹ, mà cháu còn mẹ thì mất bố. Có một lần là 9 giờ đêm khi mình tụng kinh xong á, là mình cũng đi vòng một đường ra để mình xem, mình đóng cửa rồi đó. Thì bác nhặt được em bé mới vừa sinh xong rồi chưa có áo quần gì hết. Và nhà chùa mang vô và cô là người đóng taxi và qua bên 600 giường để bác sĩ kịp thời cấp cứu cho em, để cho cái rúng đó nó khỏi nhiễm trùng. Và một trường hợp thứ hai là 5 giờ sáng và một bé trai cũng bỏ, là lúc đó nhà chùa dậy 4 giờ cũng đi qua, người vắt củi, người quét sân, và nhặt được một em bé cũng độ vừa sinh ra còn máu tươi đỏ và cũng trần trùng trong một cái áo vậy thôi. Và cũng mang vô nhà rồi, máu me quá rồi cũng sợ, cũng đưa qua nhờ bác sĩ bên 600 giường và chăm sóc cho cháu. Qua được một tháng tuổi thì mình bồng về chăm thêm. Và cũng một trường hợp nữa là 10 giờ trưa thì cũng có một cháu, nó sinh mà hình như mẹ tự sinh rồi cắt cái rúng, nó đông đưa, nó dai dưa, nó máu chảy nhiều lắm. Và ra nhặt được ở trong cái thùng két đó, là cũng vô thấy em bé ngọt ngọt rồi, và đem qua 600 giường cũng cứu được các em đó, bây giờ cũng đang sinh hoạt ở đây. Chùa Quang Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là cơ sở nuôi dạy trẻ con bị bỏ rơi đã mấy mươi năm nay. Nơi đây cũng là cơ sở tự chủ hoàn toàn về mọi mặt, số trẻ tăng theo thời gian. Tương lai trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở đây dễ phần nhiều sẽ trở thành những tăng ni.
làm theo tiếng gọi của lòng từ bi thì hoàn toàn tự phát, tự chủ tất cả các mặt. Ở đây các em được chăm sóc để tồn tại về mặt thể chất, về mặt con người, văn, thể, mỹ, chăm sóc y tế, chắc chắn sẽ có nhiều điều cần bàn. Vì lương tâm, vì lòng từ bi, nhà chùa không thể thờ ơ với nỗi bất hạnh tột cùng của những sinh linh, những tâm hồn bé nhỏ. Làm sao gỡ điểm khó khăn trong quá trình tìm người chăm sóc thay thế? Phải chăng hãy đánh động lòng trắc ẩn? Đánh động lòng trắc ẩn của những con người gây ra cảnh mồ côi cho trẻ thơ. Nói như Nico, hỡi những bà mẹ, đừng vì một phút nông nổi mà sau này cứ khắc khoải suốt cuộc đời. Khuyến cáo những bạn trẻ hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình khi làm cha làm mẹ, phải hoàn thiện, phải làm như cha mẹ mình làm cho mình, để cuộc sống này mình mới không cảm thấy vô ích và hổ thẹn với lương tâm rai rứt ở lòng mình. Cái điều đó nó rai rứt có thể là hôm nay còn sống và mãi mãi đến khi mà mình đã về giấc ngủ nghìn thu có thể là cũng còn rai rứt lại dưới mồ. Đánh động, khơi gợi lòng trắc ẩn cả từ những người liên quan, máu mủ, ruột rà, huyết thống gần xa, nhận làm người chăm sóc thay thế. Và khơi gợi lòng trắc ẩn từ những tấm lòng cao cả của những người không máu mủ, ruột rà với trẻ mồ côi như ông Trực. Ông Trực là người không cùng khúc ruột, huyết thống với nhiều trẻ mồ côi. Nhưng gia đình ông đã nhận chăm sóc nuôi dạy trưởng thành hơn 20 trẻ. Đến nay, nhiều người đã lập gia đình, cuộc sống gia đình an vui, trong đó có người như em Phương. Hiện nay, em Phương đã có con đầu lòng. Điều gì làm ông thực hiện được như vậy? Con đã dọn dẹp ở nhà đi xong chưa? Dạ chưa. Mời nhà cho con mới dọn. À, thế là nhà trên gần xong chưa? Ngày nào thì xong? Tập 7 ngày. Cháu là từ năm 1996 đến nay là được 23 cháu này. Cho nên đấy là một cái động lực để như vậy là giúp tôi chăm sóc trẻ. Cái thứ hai nữa là gia đình tôi, là từ vợ tôi đến con tôi với các cháu họ hàng ấy cũng rất là muốn như vậy, là thấy tôi làm đấy là con tôi cũng tác động nữa, vận động nên là người ta cũng rất là ủng hộ và người ta lại tham gia vô nữa, thành thử ra nó lại là một cái động lực nữa để như vậy là nuôi trẻ từ năm 96 đến nay. Mà đối với gia đình chăm sóc nuôi do không phải là vật chất mà là ở cái tinh thần, bất cứ một người nào nghe mà đã có cái ý nguyện hoặc là có muốn làm công tác từ thiện hay là làm một công việc tốt cho đời ấy thì cũng nên chăng là tham gia cái chương trình này. Tôi nghĩ thế. Vì sao? Vì làm như thế là mình ấy, là làm mình để lại cho mình ngay cái tâm của mình và cho các cháu. Chứ còn nhiều khi mà mình không làm đến khi tuổi cao sức yếu rồi mà mình không làm cái việc gì cho đời, cho xã hội, cho các cháu thì cái đấy nó cũng rất là uổng, tôi nghĩ như thế. Trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại cơ sở tập trung có thể sẽ đủ đầy, nhưng liệu có được ấm áp cõi lòng khi thiếu vắng không gian, không khí ấm áp, an vui của gia đình, của cuộc sống sinh hoạt cộng đồng thường nhật? Nhìn từ góc độ kinh tế, sự đầu tư cơ sở vật chất v.v., nếu đưa trẻ mồ côi về cộng đồng để nuôi dưỡng sẽ ít tốn kém hơn nhiều so với mô hình tập trung tại các cơ sở, tại các trung tâm. Nhìn từ góc độ nhân văn, được nuôi dưỡng tại cộng đồng, các em sẽ không mồ côi, sẽ bớt đi mặc cảm mồ côi, không nghĩ mình là phận mồ côi, dù rằng các em là trẻ mồ côi. Từ cái hoàn cảnh của ba chị em con, mồ côi cho mẹ mà được gia đình bác con nuôi dưỡng thì con mong rằng nhà nước, các tổ chức sẽ tìm được những địa chỉ, những gia đình có thể nhận được những người có hoàn cảnh mồ côi như bọn con được nhận về là nuôi, để cho họ được hưởng cái không khí của gia đình, để họ được ấm cúng, họ vui hơn. Cô bác nào mà có con em mình ở trại mồ côi
mà cảm thấy đưa cháu về được gần gũi với gia đình thì mình nên đưa các cháu về. Còn ở trung tâm mồ côi không phải là cái chỗ đó ngược đãi hay là bạo lực gì đâu, không phải, nhưng mà hắn không được ấm áp bằng của gia đình mình. Như mà có một cái điều kiện nào đó mà mình giúp đỡ được gia đình của trẻ, ví dụ như còn người thân, còn dì, còn cô, còn chú, còn cậu, còn bà hay là còn ông bác, ông bà chú bác gì đó mà phát triển kinh tế, rồi cho trẻ hầu gia về hòa nhập với cộng đồng, với cộng đồng nơi trẻ sinh ra và lớn lên, thì tôi nghĩ là tốt hơn là ở trong một cái trung tâm. Tuy là được bảo bọc tất cả nhưng mà cái tâm sinh lý của trẻ nó cũng không thể là bằng trẻ ở ngoài được. Là những người mà có cái tâm về kể cả tâm linh và kể cả như vậy cái tình cảm của con người thì rõ ràng là nên nhận làm tham gia chương trình này, là tôi nói là rất là hạnh phúc. Dùng cái danh từ hạnh phúc đó, rất hạnh phúc nữa là khác. Cho nên là chúng ta không có ngại. Bài toán tìm người chăm sóc thay thế để những trẻ em mồ côi hòa cùng nhịp sống của cộng đồng, để các em bớt tuổi phận mồ côi, đang rất cần lời giải.